Vâng, clip này em chào đón các bác đến với ba sản phẩm. Đó là lô hàng Prodio và bình thủy, một bếp từ nữa. Đối với dòng Prodio này thì bác nào đã từng chơi dòng loa BMB, em nhớ là 252 đúng không? 252 củ từ y như này luôn. Kể cả xương loa như này. Đối với dòng Prodio này thì để cho các bác mức giá 2 triệu 900 nghìn một đôi. Đấy là mức giá thấp nhất nhé, thấp nhất có thể cho các bác. Prodio này bao tình trạng hoạt động bình thường hết, dòng này đã được dọn làm đẹp cho các bác nhé, đã dọn sạch làm đẹp cho bác, gân cũng thay rồi, đã dọn sạch đẹp chỗ nào xấu, có là có chỗ nào đã xấu có sơn xịt lại cho bác cho đẹp hết rồi, chỉ sẵn chơi thôi, chỉ việc chơi thôi bác. Thỉnh thoảng có một đô số đôi thì nó hơi chấm một chút e căng thôi. Nhưng cái ê căng này thì các bác có thể nhấc riêng ra được. Về các bác vệ sinh thoải mái. Đây. Sau đây em sẽ quay gần cái dòng loa Prodio củ và từ cũng như phân tần cho các bác xem. Với mức giá 2 triệu 9, đôi này hay lắm bác ạ. Đôi này chất bát không thể chê được. Cực kỳ hay. Dòng này mới dòng BMB 350 thì con này nó vượt cả 350 cơ. Nó ngang với BMB. Em nhớ là 252 à, hay là 225, lô đô quên. Dạo này bác ạ, lại tiêm vaccine Covid và nhiều quá đơ hết cả chip. Đấy, sau đây em vào em đọc nhé, model cho bác này, Prodio. Và các bác là đây là Prodio có model là KSP310, trở kháng 8 ohm, công suất là 250W một loa. Vậy là đôi này có công suất 500W. Dòng này các bác nghe nhạc và hát karaoke em Tuấn bao hay, không hay cho bác giả lại. Bác nhìn cái xương này, cái xương loa này, bác nhìn cái xương loa này chưa? Bác nhìn cái xương này nó giống hệt xương của BMB 252 chưa? 252 là 225 gì đấy. Tất cả con nào, phần loa nào bị xấu đã được làm đẹp lại, đã được bên cung cấp hàng cho em họ sơn họ làm đẹp lại cho bác rồi, về chỉ sẵn chơi thôi nhá. Gân cũng thay nốt rồi. Củ loa đây, củ loa Marzahn nhá, củ tép này Marzahn Japan luôn. Là bán hết con củ từ đấy, từ kép của Maran hết đó nhé, từ kép của Maran Maran về chỉ sẵn chơi thôi bác ạ nhé, về sẵn chơi thôi. Mọi người bên đấy họ đã thay thay gân và làm đẹp hết cho bác rồi. Đây, thay gân hết rồi, có nhìn chưa? Bởi vì đa số là những loa karaoke hàng bãi thì nó gần như là 100% là về phải thay gân, ít đôi không, ít đôi chưa phải thay lắm ạ, phải thay gân. Vì đa số là gân mục thì ở bên nước ngoài họ cứ gân mục họ thay cả lô đấy. Đấy. Dòng này hay lắm, dòng này mà nghe nhạc thì mềm mại lắm. Nghe nhạc mềm mại và hát karaoke cũng cực kỳ phê luôn. Phải nói là bao phê cho bác luôn đấy. Đấy. À, tép giới thiệu rồi nhớ quên mất. Còn về đây, lõi nội thất cho bác nhìn này. Cho bác nhìn cái chỗ nội thất chút. Đây, nội thất trong này thì hai lượt nỉ nhé. Lượt nỉ trong này, lượt đây. Một lượt nỉ là như gối đấy. Nói chung là bao loa xịn cho bác, nói chung là bao loa xịn, bao loa xịn cho các bác, ok chưa? Mức giá 2 triệu 9 một đôi, bao loa xịn luôn. 2 triệu 9 phải nói luôn là quá bèo cho bác rồi. Bác nhớ là BMB cái củ loa như thế này, riêng dòng loa BMB 252 em nhớ củ loa như thế này, thùng thì nó khác, BMB khác rồi, nhưng mà nó toàn là 5 triệu mấy, 16 triệu bác nhé, có thấp nhất cũng phải 48 đến 5 triệu mấy trở lên. Mà bây giờ bác được giá này thì quá mềm, ok nhé. Đấy, xong sang đây. Đây là chiếc bình thủy hàng nội địa, bình thủy của Tiger, thương hiệu Tiger, mức giá là 950k một chiếc, 950.000 chiếc này. Chiếc bình thủy này báo cáo bác này, này phải nói luôn là đẹp xuất sắc, hầu như chưa được dùng. Có nhìn chưa? Vì là khi dùng rồi là trong này này nó sẽ chuyển màu, có nghĩa là cái mây sau nó đốt nhiều nó sẽ chuyển màu vàng ố hết. Nên đây này, bình thủy này hầu như chưa dùng. Có nhìn em nhé, hầu như chưa dùng. Ok chưa? Thay cơ. Đấy, vạch báo nước đỏ đẹp không? Đấy, có nhìn chưa? Nói chung là gần con này nhìn như gần như mới luôn. Gần như mới. 2 lít 2. Để cho bác mức giá 950.000. Dòng này báo cáo bác là nó duy trì nhiệt độ tuyệt vời nhé. Hàng này nhé. Dòng này điện 100 bác nhé. Điện 100. Duy trì tuyệt vời luôn. Cạn cái này đi.
Này, những cái này là cái nước đá vôi nó bám đấy. Rồi các bác. Còn sang đây nữa, sang đây tiếp tục chào đón các bác đến với một chiếc bếp từ đến từ Nhật Bản. Bếp từ đến từ Nhật Bản. Con này em có bản test rồi. Nấu sôi nhanh. Bếp nặng chắc chắn. Mặt phíp rất là dày luôn. Mặt phíp. Riêng bếp của Nhật Bản em thấy hầu như là gần như là bếp đơn với bếp đôi gần như 100% mặt làm bằng phíp. Họ chống vỡ đấy, chống va đập vỡ và bỏng nóng. Đấy. Thấy chưa? Giá 1 triệu 500 nghìn một chiếc này. À, dòng này chạy điện 100V bác nhá, chạy điện 100V, hàng zin luôn, hàng xịn luôn ạ. Hàng xịn, hàng zin hết cho các bác luôn. Từ con này con Sanyo. À, Sanyo có model là bao nhiêu đây? Sanyo ICHF1. Mức giá em báo rồi ạ, mức giá 1 triệu rưỡi chiếc bếp từ này. Dùng hàng xịn được khác ngay. Rồi bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn ạ. Hẹn các bác clip sau.